Con được là gì? Dạ thưa cha, con là người có đạo, con được ơn. Tại vì con bị mắc bệnh tiểu đường mà nó chuyển sang là đau bao tử, rồi bị tim rất là nặng. Và lúc con không biết mà để con đi bệnh viện. Nhưng mà một cái đêm đó, cách đây là khoảng 4-5 tháng gì đó, con nhớ vậy. Thì con đau quá, đau luôn, con chịu không nổi. Thế là con cứ bò đến chửi tượng chân Chúa thương xót. Và con cầu nguyện, con nói Chúa ơi, con hả, bây giờ có một mình con là chèo chống nuôi ba đứa con mà hả, đến với làm thương xót Chúa, con hướng dẫn con theo Chúa rồi mà Chúa để con chết rồi. Con nó sẽ không thể nào mà cứu rỗi linh hồn, hướng dẫn. Rồi cuối cùng sao? Thì con Chúa được Chúa cứu rỗi, là Chúa ban cho con được mạnh khỏe, và đến bây giờ là con khỏe luôn. Hallelujah. Ai có kết quả thì giơ lên, còn ai mà không có quả thì vỗ ba cái nha. Hallelujah. Không có quả thì vỗ tay ba cái. Hallelujah. Rồi con tên gì, ở đâu? Dạ thưa cha, con tên là Maria Huỳnh Thị Cẩm Tú. Con ở giáo xứ Phú Xuân, Nhà Bè. Con hiện con đang làm giáo lý viên giáo xứ Phú Xuân, Nhà Bè. Vâng thưa chị em, đây là một người giáo lý viên ở giáo xứ Phú Xuân ở Nhà Bè. Và làm sao mà chị biết được cái biển trên mình, chị chạy đến đây để làm chứng cầu nguyện và được ơn. Dạ con hay xuống đây con cầu nguyện với Chúa. Và con dẫn ba đứa con xuống luôn. Dạ. Vâng, tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, chị về gửi tặng cho cha xứ Phú Xuân giùm tôi nhé. Nha. Nói với cha xứ Phú Xuân là cho tôi gửi lời thăm và tặng cho ngài cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị Phú Xuân, Nhà Bè. Rồi, mời ông.